mới lớn đúng. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn xem chiếc ghe này sẽ cập bến như thế nào nha bạn. Ghe này mới ở dưới cảng chạy lên. Bữa nay là đa số những chiếc ghe lưới về người ta chạy hết hơn nữa rồi các bạn, còn chỉ còn mấy chục chiếc à. Ghe này chạy biển mấy ngày rồi, bây giờ vô bờ này, vô bờ bán cá có lẽ trời gió dữ quá. Chiếc này chạy chắc khoảng cỡ 4 ngày rồi các bạn, 4 ngày vô bờ. Bây giờ sẽ có hai chiếc da tôm đang chạy ra nè. Hôm nay dạo này trời nó gió á, cho nên là ghe chạy thằng không có đông mấy. Thì ghe miền dưới họ chạy mới nhiều, còn ghe miền trên nha là họ chạy lai rai à, có thể họ ra cửa họ neo chứ không thể nào ra làm được. Rồi hai chiếc da tôm này, những chiếc này chỉ đi chiếc này tới trên 15 mét cho nên là họ sơn cái màu mui màu xám, chiếc này cũng vậy. Tiếng máy đó là tiếng máy, nghe tiếng máy Hino các bạn, nó nổ nó hơi gầm gầm. Cái đây chạy khá êm, tay cầm đây khá dưỡng máy á. Vậy là hai chiếc này không phải chạy biển các bạn, hai chiếc này nó vẫn còn nổi nè. Có lẽ xuống dưới cảng ở dưới kia đừng lấy đá. Tại vì trời gió cho nên những chiếc ghe gió tôm nhỏ nhỏ rồi như vậy là họ cũng không dám chạy biển luôn. Những chiếc này là mới sợ nguy hiểm nhất, nhỏ. Chiếc ghe này hồi bữa mình cũng có quay cho bạn xem là cái máy anh thợ đang rã máy á. Daiya tắc 6, hộp số 4 tua. Ngày xưa máy Daiya là thường là xài hộp số khô không các bạn, bữa nay là người ta đổi 4 tua số dầu. 4 tua rưỡi rồi vậy đó. Cặp đây đều là đa già luôn nha. Cặp đây nói chung nó to mà để xài đa già, nói chung nó nhỏ quá. Ăn được cái là đa già nó ít khi hơi giặt. Đơn giản, máy đa già đơn giản. Không cầu kỳ như những cái máy lớn kia có dàn lọc nước ngọt, nước mặn, đồ tùm lum hết. Bây giờ đội ghe lại sẽ chạy về bến. Ghe
này cũng chạy đường cầu các bạn. Tuy là máy đa gia nhưng mà nó nặng cạn là phải chạy đường cầu, chứ chạy đường cầu mùa này trời gió cho nên chạy nó yên tâm hơn. Còn chạy đường cửa lửa nó thích nguy hiểm lắm. Đa gia chỉ vậy thôi. Tại gia thì không có nẹt bô như những máy lớn mà khói ung khắm. Ở ngoài đây chiếc ghe này cũng đang rút da luôn này. Đây chiếc ghe giả, chứ ghe giả còn đang mình đang đứng trên đây là chiếc ghe dày của ghe đó. Đó chắc là mình nghĩ là máy cua mình nữa các bạn. Tất cả những ghe nào mà hạ cẩu là thường là phải chạy được cầu hết. Nói chung là ghe mà chạy cái mùa Tết này là đa số 99% là chạy đường cầu, không ai dám chạy đường cảng đâu. Chỉ có những chiếc ghe giá tôm hoặc những chiếc ghe lưới á, canh quạt nhỏ và cái mấn lường của nó thì nó nhỏ, nó không có sâu bằng cái da cào. Thường là đa số họ lấy dầu đá ít, còn cái da cào họ lấy múc ghe luôn, cho nên là họ không dám chạy đường cửa. Đường cửa chỗ mình này nó cạn lắm đó, các bạn thấy không, sơ kỳ hà lên giờ mà múc luôn sơ kỳ hà đó không đó, lấy đá xong á sơ kỳ hà múc luôn ghe. Đây cũng chắc có lẽ lấy dầu rồi cho nên ghe nó bình này. Chiếc này khoảng cỡ 21 mét, rộng khoảng cỡ 6.2 các bạn. Chiếc này với chiếc đa gia hồi nãy cũng ngang ngửa chứ không có to gì hơn bao nhiêu, nhưng mà chiếc này xài máy lớn. Có lẽ là mình phải leo lên khổ ghe ra chuẩn bị cái dây họ cũng ra rồi. Máy lớn đúng là lên ga đúng là thấy nó đã. Ai cầm máy tay lái nó mới thấy mới đã các bạn. Mình coi vậy còn không đã bao nhiêu đâu, cầm tay lái đạp ga rồi ung khói đã lắm. Cây bô đó chừng sau này cũng hạ luôn nha các bạn. Người ta sẽ xài cái bô, cái bô để tháo rời ra. Bô đó có 2 tầng các bạn, người ta sẽ tháo khoảng 4 con ốc là người ta lấy được cái tầng bô ra. Có người họ sẽ làm cái bản lề. Nhưng có lẽ những cái bô này họ làm bản lề luôn á. Khi tháo những con ốc ra có bản lề người ta sập xuống thôi. Đó. Ghe mà chở nặng là lấy lái nó chậm ăn lắm. Dưới ghe nó rì khó di chuyển lắm các bạn. Nhưng mà khi đã di chuyển được rồi thì nó di chuyển lẹ và mình ve lại nó rất là khó khăn, cho nên là trong cảng này người ta không có dám mà nẹt bô nhiều, không có dám mà đẩy ga tới cho nó chạy lẹ, tại vì lỡ có chuyện gì mà có vật cản trước mà ve lại không kịp đâu. Còn chiếc này đang hạ cần cẩu xuống này. Đó, người ta sẽ hạ cần cẩu xuống. Mình có làm video là hạ cần cẩu rồi. Các bạn nếu muốn biết người ta hạ như thế nào thì các bạn vào kênh mình sẽ xem có video hạ cẩu.
Rồi chiếc dây đây cũng đã đề máy rồi. Ý chưa mới dây. Cần cầu đang hạ xuống khoảng 50% rồi. Chiếc này là chiếc ghe dây của chiếc ghe hồi nãy mới ra, nó nằm như kia. Rồi cặp đây cột lại nè, cặp đây chắc có thể là chưa muốn đi ra ngoài, vẫn còn để chắc đồ gì nữa các bạn. Chiếc ghe dây dễ trở hơn. Rồi chiếc này đã hạ cảo xong rồi. Chúng ta theo dõi tiếp là chiếc ghe dây đây sẽ chạy ra như nào. Ô, chiếc ghe giả kia bị mắc cạn rồi các bạn. Tiêu rồi, cái này nước bắt đầu cạn xuống. Do ghe nặng cạn quá, đi ngay chỗ đâm cồn hay sao, mắc cạn đứng ngắt luôn rồi. Đó, mắc cạn rồi. Chiếc ghe giả mắc cạn, chắc chờ chiếc ghe dây xuống ứng cứu quá. Chiếc ghe dây các bạn thấy không, nó nhẹ và nó ngắn đòn hơn á, nhỏ hơn, cho nên là di chuyển và xoay trở nó rất là linh hoạt. Rồi chiếc ghe dây đây đã chạy tới để ứng cứu chiếc ghe giả rồi. Giả kia đứng ngắt luôn rồi. Bây giờ buộc dây vô lái và kéo tới. Mình nghĩ là rất khó nha, tại vì nước là nước lửa đang đứng. Các bạn thấy cái gần nước không có di chuyển. Thà nước lớn càng lớn thì nó nổi lên được. Ôi, chiếc ghe dây không kéo tới mà để chiếc ghe giả dè ra. Có anh cứu bộ rồi, đó chính là chiếc đò kéo đây của bên ghe. Các bạn đậu ghe ở dưới đó là khỏe lắm các bạn. Lỡ mà có chuyện gì như chẳng hạn như mắc cạn hoặc là ghe trôi rồi là yên tâm đi, có đò ra kéo, có ra tàu kéo liền. Đây là cạn, thường là cạn bên ú không mọi người, nó nấu không à, ở dưới chỗ cái khúc mà bên ú để gắn cái tiếp lắp và canh quạt á. Nghĩ là khó ra lắm nha. Thôi giờ này mình cũng mắc bặn mất rồi. Thôi mọi người coi tới đây đỡ nha. Rồi hẹn các bạn video lần sau.
Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Rồi nhớ đăng ký cho mình luôn nha.